Sau những clip hậu trường triệu view của Xoài Non và ca sĩ Lưu Hoàng thì hôm nay ekip Mimosa sẽ lên video chi tiết về buổi chụp ảnh cưới ngày hôm đó. Nếu bạn yêu thích Xoài Non và Lưu Hoàng thì nhớ theo dõi hết clip nha. Sau khi lên ý tưởng thì chúng mình quyết định sẽ lựa chọn cho cặp đôi ngày hôm nay 3 concept. Và điểm đến lần này sẽ là biệt thự Hoa Hồng nằm tại Mê Linh, Hà Nội. Khoảng 6 giờ sáng thì cả ekip chúng mình và dâu rể bắt đầu di chuyển và chỉ mất khoảng 45 phút từ studio qua đến điểm chụp. Tới đây thì các chuyên viên trang điểm và stylist sẽ make up, làm tóc và chuẩn bị trang phục cho cô dâu chú rể để bước vào set chụp luôn. Concept đầu tiên là set chụp với phông trơn xám. Trang phục cho concept lần này là một chiếc váy bồng công chúa đến từ thương hiệu cao cấp Cali Bridal và một bộ sui đen dành cho chú rể. Khi chụp với phông trơn thì các nhiếp ảnh gia sẽ tập trung vào cảm xúc của dâu rể trong từng khung hình. Chính vì thế, chúng mình đã lựa chọn thời điểm đầu ngày là lúc mà cặp đôi có nhiều năng lượng nhất. Bên cạnh đó, chúng mình cũng tận dụng bối cảnh sang trọng thời thượng của biệt thự để thực hiện vài set chụp trước khi chuyển sang concept tiếp theo. Concept thứ hai chính là concept mà chúng mình dành riêng cho Xoài và Lu. Để thực hiện được concept này thì chúng mình đã mất khoảng 1 tháng lên ý tưởng và set up bối cảnh bao gồm một chiếc xe cổ, bóng bay và hoa hồng. Và một concept mang phong cách ngọt ngào lãng mạn đúng như tinh thần của cặp đôi ngày hôm nay đã được chúng mình thực hiện ngay tại biệt thự Hoa Hồng. Bên cạnh đó, các nhiếp ảnh gia cũng trò chuyện và tạo mood cho Xoài và Lu trong suốt buổi chụp để có được những khoảnh khắc đẹp nhất. Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp nên là buổi chụp diễn ra rất suôn sẻ. Xoài Non và Lưu Hoàng có tâm sự với chúng mình là hai bạn ấy rất tin tưởng vào ekip nên là bạn ấy đã giao tất cả từ khâu chuẩn bị concept, make up, lựa chọn trang phục, tất cả mọi thứ cho chúng mình luôn. Ở concept cuối cùng thì chúng mình muốn thay đổi phong cách một chút. Chính vì thế, ekip đã set up một bàn tiệc trà và trang phục tông đen hồng dành cho dâu rể. Cũng có một chút lo lắng vì phong cách thường ngày của Xoài và Lu rất trẻ trung và dễ thương thì không biết có phù hợp với concept này không. Nhưng trên thực tế thì mọi người cũng có thể thấy, hai bạn đã mang tới một tinh thần hoàn toàn mới cho concept lần này. Vừa sang trọng thời thượng nhưng không kém phần tự nhiên, ngọt ngào. Mặc dù đã cuối buổi chụp rồi nhưng toàn bộ ekip cũng như cô dâu chú rể vẫn còn rất nhiều năng lượng. Và nếu như các bạn yêu thích cặp đôi ngày hôm nay thì hãy cùng đón chờ bộ ảnh siêu phẩm của chúng mình trong thời gian sắp tới nhé.